Chào các bạn đã trở lại với cái video học tiếng Anh của chúng ta. Và đây là cái video đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. Chúng tôi chúc các bạn sức khỏe và gặp được mọi điều may mắn. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn lên bảng. Đây là mẫu câu của chúng ta. Và cái mẫu câu này nó cũng tiếp tục với cái mệnh đề wish, tức là wish glossy. Và đây là cái video thứ 101 tính theo cái quyển sách số 2, book 2. Bây giờ các bạn hãy nhìn lên trên bảng. Đây là cái mẫu câu của chúng ta ngày hôm nay. Can Sheldon dance? Sheldon có biết khiêu vũ không? Sheldon có biết nhảy không? No, he can't. Không, anh ta không biết. Anh ta không biết nhảy, anh ta không biết khiêu vũ. Như vậy đây là một cái điều kiện, nó đưa ra một cái thực tế là anh ta không biết nhảy. Một cái thực tế là như vậy nha các bạn. But he wishes he could. Nhưng anh ta ước gì anh ta biết nhảy. Như vậy cái sự mong ước này nó đi ngược lại với cái thực tế của anh ta là anh ta không nhảy được. Thì cái mệnh đề đi phía sau chúng ta chia là could, could. Tiếp theo cái mẫu câu, if he could dance, nếu anh ta có thể khiêu vũ được, nếu anh ta biết khiêu vũ, he'd go dancing every night. Anh ta sẽ đi nhảy mỗi đêm. Như vậy cái mệnh đề if này nó đưa ra một cái điều kiện trái ngược với thực tế ở trong hiện tại các bạn nhé. Thì chúng ta dùng could cộng cho động từ. Và cái mệnh đề tiếp theo đó là chúng ta dùng would cộng cho động từ. Và would đây được viết tỉnh lược ở đây là he'd, tức là he would go đó. Nha các bạn. Như vậy, trong cái điều mong ước này nó cũng đi ngược lại với cái thực tế trong hiện tại. Thì cái mệnh đề if chúng ta chia là could, và mệnh đề sau đó chúng ta dùng chủ ngữ đi với would. Would tức là he would, được viết tỉnh lược, viết rút gọn lại như thế này nha. Thì nó cũng giống như cái mẫu câu của chúng ta trước đây thôi. Khi đưa ra một cái điều kiện nó đi ngược với cái thực tế ở trong hiện tại. Thì cái mệnh đề if này chúng ta dùng could đi với động từ, và mệnh đề tiếp theo would đi với động từ. Viết tỉnh lược ở đây nha các bạn. Như vậy cái mẫu câu này nó không khác gì với cái mẫu câu trước đây. Nhưng mà nó mở rộng ra cho chúng ta. Chúng tôi nhắc lại cái mẫu câu này một lần nữa nha các bạn. Can Sheldon dance? Sheldon có biết nhảy không? No, he can't. Không, anh ta không biết nhảy. But he wishes he could. Nhưng anh ta ước gì anh ta có thể nhảy được, có thể khiêu vũ được. If he could dance, nếu anh ta nhảy được, nếu anh ta khiêu vũ được. He'd go dancing every night. Anh ta sẽ đi nhảy mỗi đêm. Như vậy cái mẫu câu chúng ta là như vậy. Nó cũng rất là đơn giản thôi. Bây giờ các bạn hãy nhắc lại theo tôi mẫu câu này trước khi chúng tôi cung cấp cho các bạn những tình huống để mà chúng ta nói theo cái mẫu câu ở bên trên nhé. Now repeat after me. Can Sheldon dance? Can Sheldon dance? No, he can't. But he wishes he could. But he wishes he could. If he could dance. If he could dance, he'd go dancing every night. He'd go dancing every night. Như vậy, he'd tức là he would nha các bạn. Chúng ta viết tỉnh lược. He'd go dancing every night. Một lần nữa. Can Sheldon dance? No, he can't. But he wishes he could. If he could dance, he'd go dancing every night. Và đây là những tình huống mà chúng tôi gợi ý ra để các bạn nói theo mẫu câu nhé. Chúng ta hãy xem câu đầu tiên. Can Mary sew? Chúng ta có động từ to sew đây là may. May quần áo đó các bạn. May vá quần áo đó. Đây là động từ hợp quy tắc. Và cũng là bất quy tắc. Hợp quy tắc thì chúng ta thêm ed. Nhưng mà ở đây chúng ta sử dụng cái hình thức hợp quy tắc, tức là thêm ed của nó để biến thành quá khứ nhé các bạn. Như vậy cái động từ to sew đây có nghĩa là may.
may vá quần áo, may quần áo đó. Tức là chúng ta sẽ hỏi là Mary có biết may may không, may quần áo không? À, không, cô ta không biết. À, cô ta ước gì cô ta có thể biết may được quần áo. À, nếu mà cô ta may được quần áo thì cô ta sẽ làm gì đây các bạn? Make all her old clothes. Thì cô ta sẽ may tất cả quần áo cho riêng của cô ta rồi. Her old clothes, tức là quần áo riêng đó các bạn. Đó. Tiếp theo, can Steve quit smoking? Steve có thể bỏ thuốc được không? Chúng ta có động từ to quit là bỏ các bạn, từ bỏ nha các bạn. Smoking là việc hút thuốc. À, sau đó là đây là một danh động từ đó. Tức là Steven có bỏ hút thuốc được không? À, không, anh ta không thể bỏ được. Nhưng mà anh ta ước gì anh ta có thể bỏ được cái việc hút thuốc. À, nếu anh ta bỏ được thì anh ta sẽ làm sao? Đây các bạn. Be a lot healthier. Chúng ta có từ healthy là khỏe mạnh. Mà thêm er đây nữa là khỏe mạnh hơn. Nếu anh ta bỏ được thì anh ta sức khỏe của anh ta sẽ khỏe mạnh hơn. Nhá. À. Và tiếp theo. Can Gloria find her keys? Chúng ta có từ key. Đây là cái chìa khóa nha các bạn. Mà có S ở đây có nghĩa là chùm chìa khóa. Số nhiều chúng ta hiểu đó là chùm chìa khóa hay là sâu chìa khóa. À. Như vậy, Gloria có tìm được cái chùm chìa khóa của cô ấy không? À. Trả lời là không. À. Cô ta ước gì cô ta gì đây? À, tìm được nó. Nha. À. À. Nếu mà cô ta tìm được nó thì cô ta sẽ như thế nào đây? Là be able to. Be able to là có thể. Cái nhóm từ này nó có nghĩa là có thể nha các bạn. Nó tương đương với can. Be able to. À, có thể. Và đi sau nó là một động từ đây. À, get into her apartment. Nếu cô ta tìm được sâu chùm chìa khóa của cô ta thì cô ta có thể vào được cái căn hộ chung cư của mình rồi. Mở để vào cái căn hộ chung cư của mình rồi. Nhưng mà get into là vào. Can Richard find his glasses? Chúng ta có từ glasses là cái kính đeo mắt các bạn nha. Tức là Richard có tìm được cái kính đeo mắt của anh ấy không? À, trả lời là không. Anh ta ước gì anh ta tìm được nó nha. Nếu mà anh ta tìm được nó thì anh ta đã xem TV tối nay rồi. Watch TV tonight. Tiếp theo. Can Janet type fast? Chúng ta có động từ to type. Type có nghĩa là gõ chữ trên cái máy vi tính hay là cái máy đánh chữ đó các bạn. Có động từ to type là gõ chữ, đánh chữ nha. Fast là nhanh. Tức là Janet có gõ chữ, đánh chữ trên bàn phím có nhanh không? À, ý nói như thế. Nhưng be able to. Cái nhóm từ này cũng được nhắc lại là có thể nha. Be able to. Sau nó là một động từ đây là get. À, be able to get a better job. À, thì cô ta có thể có được một cái việc làm tốt hơn rồi. Nếu mà cô ta sử dụng cái bàn phím gõ chữ nhanh thì cô ta tìm được một cái việc làm tốt hơn rồi. Nha. À, tiếp theo. Can Henry fix his car by himself? Tức là Henry có sửa được chiếc xe hơi của anh ta bởi chính mình không? Tức là Henry có tự sửa được chiếc xe hơi của anh ta không? À, không, anh ta không sửa được. Nhưng mà anh ta ước gì anh ta sửa được. Nếu mà anh ta sửa được thì anh ta sẽ được như thế này các bạn, là save a lot of money. Anh ta sẽ tiết kiệm được nhiều tiền. Save. À, từ này có nghĩa là để dành hay là tiết kiệm nha. Save. Và tiếp theo. Câu số 7 nha các bạn. Can Maria stop thinking about tomorrow's English test? Tức là Maria có dừng suy nghĩ hay là không nghĩ về cái bài tập tiếng Anh vào ngày mai hay không? Như vậy, Maria có thể không nghĩ đến cái bài tập tiếng Anh của cô ta ngày mai được hay không? Không, cô ta không thể dừng suy nghĩ được. Vì lo lắng, lo lắng trong lúc thi cử. À, cô ta ước gì cô ta có thể là nghĩ suy nghĩ, dừng suy nghĩ về cái bài kiểm tra của tiếng Anh đó. Nha. Nếu mà cô ta dừng suy nghĩ được thì cô ta cái gì đây?
là get a good night's sleep, thì cô ta có một cái giấc ngủ ngon vào buổi tối rồi. Và câu tiếp theo, can Ronan play a musical instrument? Ronan có biết chơi một nhạc cụ âm nhạc nào không? Trả lời là không. Anh ta ước gì anh có thể biết chơi một cái nhạc cụ nào đó. Nếu anh ta biết chơi thì anh ta làm sao? Be able to. Ở đây người ta cũng nhắc lại cái nhóm từ là be able to, là có thể. March in the school parade. Nếu anh ta biết chơi một nhạc cụ âm nhạc nào đó thì anh ta có thể là sao đây? March, tức là đi diễu hành đó các bạn, trong cái buổi diễu hành của nhà trường rồi. Tiếp theo, câu cuối cùng nha các bạn. Can Jessica talk? Tức là Jessica có nói được không? Theo mẫu câu thì là không, nó không thể nói được. Nó ước gì nó có thể nói được. Nếu mà nó biết nói được thì nó đã nói với ba mẹ nó là nó không thích cái đồ ăn của em bé. Nó là đứa con gái đó các bạn. Và bây giờ các bạn hãy nhắc lại cho tôi những tình huống này nha các bạn. Can Mary serve? Can Mary serve? Make all her old clothes. Make all her old clothes. Can Steve quit smoking? Can Steve quit smoking? Be a lot healthier. Be a lot healthier. Can Gloria find her keys? Can Gloria find her keys? Be able to get into her apartment. Be able to get into her apartment. Can Richard find his glasses? Can Richard find his glasses? Watch TV tonight. Watch TV tonight. Can Janet type fast? Can Janet type fast? Be able to get a better job. Be able to get a better job. Can Henry fix his car by himself? Can Henry fix his car by himself? Save a lot of money. Save a lot of money. Can Maria stop thinking about tomorrow's English test? Can Maria stop thinking about tomorrow's English test? Get a good night's sleep. Get a good night's sleep. Can Ronan play a musical instrument? Can Ronan play a musical instrument? Be able to march in the school parade. Be able to march in the school parade. Và câu cuối cùng nhé các bạn. Can Jessica talk? Can Jessica talk? Tell her parents she doesn't like her baby food. Tell her parents she doesn't like her baby food. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nói theo mẫu câu mà chúng tôi đã cung cấp ở trên bảng cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ làm mẫu cái câu đầu tiên trước nhé. Mary có biết may đồ không? Can Mary sew? No, she can't. Không, cô ta không biết. Nhưng cô ta ước gì cô ta có thể biết may. But she wishes she could. Nếu cô ta biết may, biết may, thì cô ta đã may quần áo riêng cho chính mình rồi. Thì chúng ta sẽ nói là if she could sew, she'd make all her old clothes. Như vậy nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nói lại câu này. Can Mary sew? No, she can't. But she wishes she could. If she could sew, she'd
Make all her old clothes. Và câu số 2 nha các bạn. Can Steve quit smoking? No, he can't. But he wishes he could. If he could quit smoking, he'd be a lot healthier. Tiếp theo nha các bạn. Can Gloria fight her kids? No, she can't. But she wishes she could. If she could fight her kids, she'd be able to get into her apartment. Câu kế tiếp cho các bạn. Can Richard fight his glasses? No, he can't. But he wishes he could. If he could fight his glasses, he'd watch TV tonight. Và câu tiếp theo, câu số 5. Can Janet drive fast? No, she can't. But she wishes she could. If she could drive fast, she'd be able to get a better job. Can Henry fix his car by himself? No, he can't. But he wishes he could. If he could fix his car by himself, he'd save a lot of money. Số 7 nha các bạn. Can Maria stop thinking about tomorrow's English test? No, she can't. But she wishes she could. If she could stop thinking about tomorrow's English test, she'd get a good night's sleep. Và câu số 8. Can Ronald play a musical instrument? No, he can't. But he wishes he could. If he could play a musical instrument, he'd be able to march in the school parade. Và câu cuối cùng nha các bạn. Can Jessica talk? No, she can't. But she wishes she could. If she could talk, she'd tell her parents she wouldn't like her baby food. Wouldn't like her baby food. Nha các bạn. Như vậy vừa rồi các bạn cùng với chúng tôi đã practice speaking những cái tình huống mà chúng tôi đã cung cấp cho các bạn. Và những tình huống như vậy, lâu ngày chúng ta trở lại với cái video học tiếng Anh của chúng ta thì chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn, bởi vì chúng ta bỏ một thời gian khá lâu thì để cho cái miệng và lưỡi chúng ta nó được nhuần nhuyễn, thì các bạn nhắc tới nhắc lui nhiều lần thì chúng ta sẽ quen, nó trở lại những cái video trước đây mà chúng ta đã từng học. Như vậy cái bài học của chúng tôi tạm thời dừng lại ở đây. Hẹn các bạn ở cái video tiếp theo nhé. Thân ái chào các bạn.